Hello everyone. Cô chào các em học sinh khối 6. Chúng ta tiếp tục học nha. First, listen to a song. Can you guess what we learned today? Các em nghe và đoán thử xem là hôm nay cô chờ mình học gì nào? Listen, please. Now, can you guess? Kim có đoán được là hôm nay bài học của chúng ta học gì không nào? Grammar. Và ở phần grammar thì chúng ta học được cái mà mình vừa nghe, đó là demonstrative. This. Cái này, đúng không? Mình sẽ dùng cho danh từ số ít, singular nouns, close to the speaker, gần người nói. How about that? Cái kia, singular nouns, further away from the speaker, tức là cũng là danh từ số ít luôn, nhưng mà nói về những cái đồ vật mà ở xa người nói, đúng không? These and those, plural nouns. Riêng these và those thì mình dịch là những cái này, những cái kia, thì dành cho danh từ số nhiều. Vẫn có cái khác, đúng không? These thì ở gần, những đồ vật mà ở gần người nói, close to the speaker. Còn those thì vẫn là ở xa người nói, further away from the speaker. Được ha? Example. How much is this t-shirt? Cái áo thun này bao nhiêu tiền? À, vậy là cái áo thun này ở gần người nói, đúng không? Do you have that shirt in blue? Bạn có cái áo sơ mi đó mà màu xanh không? Thì mình hiểu là cái áo sơ mi này ở xa người nói, đúng không? How much are those shoes over there? À, những cái đôi giày kia kìa, ở đằng kia kìa, bao nhiêu tiền? Do you have these shorts in green? Thế bạn có những cái đôi vớ này màu xanh lá không? Những đôi vớ này nè. Đây là ở gần người nói. Do you understand? Các em hiểu chưa nào? Được ha? À, và một điểm nữa là gì? Mình học về gì nào? Object pronouns. It or them. We use object pronouns after a verb or a preposition. We use it for singular nouns and them for plural nouns. Chúng ta dùng object pronouns sau một động từ hoặc là một giới từ. Mình dùng it, chữ it cho danh từ số ít vì nó có nghĩa là nó, đúng không? Và them cho danh từ số nhiều có nghĩa là chúng nó. Dĩ nhiên nói về người thì mình dịch là họ rồi. Nhưng mà nếu nói về đồ vật thì mình sẽ dịch là chúng nó.
For example, I like this jacket. Do you have it in blue? Tôi thích cái áo khoác này. Bạn có nó màu màu xanh không? Tức là có cái áo khoác này màu xanh không? I like these pants. Can I try them on? Tôi thích cái quần tây này nè. Và nhớ quần là luôn luôn ở số nhiều nha, vì có hai ống ha. Áo hay váy thì số ít, nhưng mà quần thì luôn luôn ở số nhiều. Tôi có thể mặc thử không? Try them on. Thử, mặc thử ha. Được chưa nào? Vậy thì cô trò mình sẽ Now listen and repeat. Now look at them. She is a customer and sales assistant. All right. Cảnh này thì mình thấy ở đâu nào? A clothing store. Tại một cái tiệm mà bán quần áo, đúng không? Now listen and repeat, please. Unit 5. Around town. Lesson 1. Track 57. Grammar. Listen and repeat. Do you have this dress in blue? Yes. Do you want to try it on? Yes, please. How much is it? It's $20. Once more, please. Lần nữa nha. Unit 5. Around town. Lesson 1. Track 57. Grammar. Listen and repeat. Do you have this dress in blue? Yes. Do you want to try it on? Yes, please. How much is it? It's $20. Rồi, ở đây thì là hồi nãy cô trò mình đã nghiên cứu rồi đó ha. Nào, task B. Read the sentences. Circle the correct words. Ta sẽ cùng nhau đọc 7 câu này và chọn đáp án đúng ha. Now, 1, 2, à ở đây số bị nhầm rồi. 2 nha, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, 2 minutes for you please. It's time to correct the exercise. Rồi, đến lúc sửa rồi nào. Number 2. Excuse me, how much is this shirt? À, số ít đúng không? Number 3. I like that skirt. Cái váy ha, cái váy kia. Tôi thích cái váy kia. Do you have it in black? Số ít, do đó mình dùng it. Number 4. Do you have this or these shoe in black? Đôi giày mà, hai chiếc mà, do đó số nhiều đúng không? Number 5. I like these shorts. À, tôi thích cái quần short này. Can I try them on? Yes. Cái quần thì phải số nhiều rồi. Nãy cô có nói rồi đúng không? Number 6. What size are pants over there? Ở đằng kia thì mình dùng those hay là these? Ở xa. Those. Yes.
7. How much is shirt by the window? That ở xa mà, đúng không? Rồi, các em sửa những bài tập này vào trong vở nha. Còn một bài tập nữa nè. Complete the dialogues with this, those, it, or them. Mình sẽ điền bài hội thoại này với những từ như là this, those, it, them. 2 minutes for you, please. All right. Correct. Sửa nha. Hi, can I help you? Yes. Do you have this t-shirt in a medium? Yes, here you are. Can I try it on? Yes, the changing room's over there. Excuse me, I really like those shoes by the window. Do you have them in front? Đúng không? Giày số nhiều. Yes, here you are. Oh, they're right. How much are they? They are $39. Can I try them on? Sure. Chúng ta cũng sửa bài tập này vào trong vở nha. How about task D? Còn phần này thì chúng ta sẽ tự học, tự thực hiện ở nhà. Ta sẽ luyện tập bài hội thoại với bố mẹ cũng được, anh chị cũng được, bạn cũng được. Càng nhiều càng tốt ha. How about homework? Learn grammar. Ta sẽ học phần ngữ pháp, tức là demonstrative and object pronouns. Do exercises. Workbook, page 27. Prepare for pronunciation. Các em sẽ chuẩn bị cho phần kế tiếp, đó là cách phát âm, pronunciation. Bài học hôm nay rất là thú vị, đúng chưa nào? The lesson is over. Thanks for your attention. Goodbye. See you next time. Bài học đã kết thúc. Rất cảm ơn các em đã học cùng cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học kế tiếp.